Vitamin B1 có giúp cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ em hay không? Cách sử dụng vitamin B1 một cách đúng cách, hợp lý, an toàn và hiệu quả nhất. Kính chào quý vị, chào các bạn. Mình là Dược sĩ Ngọc Bé. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube của mình. Nội dung của video hôm nay mình muốn gửi tới quý vị khán giả và các bạn đó chính là chia sẻ về vitamin B1 có giúp cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ em hay không? Vitamin B1 cách sử dụng đúng cách, hợp lý, an toàn và hiệu quả nhất. Thực tế thì từ trước tới nay đã rất nhiều các bạn sử dụng vitamin B1 để cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ em, kể cả là đối với người lớn. Tuy nhiên chúng ta đã sử dụng rồi, nhưng câu hỏi vitamin B1 có thực sự cải thiện được tình trạng biếng ăn ở trẻ em hay không? Đây vẫn là một câu hỏi muôn thuở và luôn diễn ra ở trong đầu các bạn. Liệu có đúng là vitamin B1 cải thiện được tình trạng biếng ăn hay không? Vậy vì sao vitamin B1 lại cải thiện được tình trạng biếng ăn ở trẻ em? Cách sử dụng vitamin B1 đúng cách, hợp lý, an toàn và hiệu quả nhất phải như thế nào? Nếu như các bạn quan tâm, mình sẽ có 4 phần chính để gửi tới các bạn như sau. Phần thứ nhất, những nguyên nhân dẫn tới trẻ em biếng ăn. Phần thứ hai, vitamin B1 là gì? Có nên bổ sung vitamin B1 để cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ em hay không? Phần thứ ba là liều lượng sử dụng vitamin B1 thích hợp nhất. Phần thứ tư, một số những điều chú ý khi sử dụng vitamin B1. Trước khi đi vào nội dung chính, mình cũng có đôi lời nhắn nhủ gửi tới quý vị khán giả và các bạn xem video thì hãy thật nhớ bấm like, share và nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Dược sĩ Ngọc Bé. Và các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình quả chuông để mỗi khi mình xuất bản video mới, các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được những video đó. Phần thứ nhất, những nguyên nhân dẫn tới trẻ em biếng ăn. Khi trẻ em biếng ăn, thông thường các bà mẹ, các bậc phụ huynh rất nóng lòng và sốt ruột vì con em mình không ăn được, dẫn tới tình trạng bị ảnh hưởng tới sức khỏe, không tăng cân và có những trẻ thì dẫn tới gầy ốm xanh xao, dẫn tới suy dinh dưỡng. Vậy khi trẻ biếng ăn, trước tiên các bạn cần phải tìm hiểu những nguyên nhân tại sao trẻ em lại biếng ăn. Trẻ em biếng ăn có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, có thể do thay đổi về sinh lý. Trẻ em thường trải qua những giai đoạn chuyển giao, như trẻ em đang còn ở trong giai đoạn bế ngửa, chuyển giao sang giai đoạn tập lẫy, tập ngồi, tập bò, tập đi. Thông thường, trải qua những giai đoạn này, trẻ em thường có thay đổi về sinh lý dẫn tới trẻ biếng ăn, không thèm ăn. Thứ hai là có thể do những trường hợp bệnh lý, ví dụ như những trường hợp bệnh cảm, cúm, sốt thông thường, sổ mũi, nghẹt mũi hoặc viêm họng, viêm phế quản, viêm amidan cũng dẫn tới tình trạng biếng ăn, không thèm ăn và ăn không ngon miệng. Thứ ba là ảnh hưởng về tâm lý. Đối với một số trẻ em nhạy cảm, khi nhìn thấy những món ăn thường xuyên mỗi ngày, nhìn quen mắt và không có sự bắt mắt, không có sự hấp dẫn với những món ăn. Đối với một số trẻ có hiện tượng biếng ăn, đồng thời khi mà đến bữa ăn thì trẻ thường hay bị cha mẹ ép buộc bắt phải ăn, dẫn tới ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ, làm cho trẻ sợ sệt và không muốn ăn, dẫn tới chán ăn, không thèm ăn và ăn không ngon miệng, và dẫn tới khi ăn vào thì không hấp thu được dinh dưỡng và ảnh hưởng tới sức khỏe. Đối với một số trẻ biếng ăn do thiếu hụt chất dinh dưỡng, có thể là cơ thể trẻ sẽ bị thiếu hụt những vitamin cần thiết như là vitamin nhóm B, vitamin C hoặc là một số loại khoáng chất như là sắt, kẽm, đồng, magie. Đây là một trong những cái loại vi chất mà có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa, trao đổi chất và hấp thu dinh dưỡng ở trong cơ thể của trẻ. Vậy nếu như những vi chất này không được bổ sung đầy đủ trong chế độ ăn uống hàng ngày thì sẽ dẫn tới trẻ biếng ăn và hấp thu dinh dưỡng kém, dẫn tới ảnh hưởng tới sức khỏe. Một số trường hợp trẻ biếng ăn do hệ tiêu hóa yếu, do thiếu hụt các enzyme dẫn tới mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Nguyên nhân có thể do thức ăn không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh hoặc một số trường hợp trẻ dùng thuốc kháng sinh để điều trị bệnh. Đó cũng là những yếu tố ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa của trẻ, dẫn tới trẻ biếng ăn, không thèm ăn và khi ăn vào không hấp thu được dinh dưỡng, dẫn tới tình trạng bị thiếu hụt dinh dưỡng, làm cho cơ thể của trẻ ngày càng bị suy nhược. Vậy khi trẻ biếng ăn, điều quan trọng nhất chúng ta phải tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao trẻ biếng ăn và trong những trường hợp nào thì có thể sử dụng vitamin B1 để giúp cho trẻ ăn ngon. Vậy vitamin B1 có tác dụng gì và vitamin B1 có thực sự cải thiện được tình trạng biếng ăn ở trẻ em hay không? Đó chính là nội dung của phần thứ hai. Vitamin B1 là gì? Có nên bổ sung vitamin B1 để cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ em hay không? Vitamin B1 có tên khác là thiamin. Đây là một loại vitamin tan trong nước đã được các nhà khoa học tìm thấy đầu tiên trong vitamin nhóm B, cho nên đã gọi là vitamin B1.
Đây là một loại vitamin có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể và trong quá trình dẫn truyền các synapse thần kinh. Cụ thể, vitamin B1 có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa carbon hydrate thành glucose và tạo thành năng lượng và dinh dưỡng để nuôi cơ thể và giúp cơ thể duy trì hoạt động mỗi ngày, giúp phân hủy chất béo và protein. Vitamin B1 có tác dụng nuôi dưỡng, kích thích và tác động vào những cơ dọc ở trong hệ tiêu hóa, cho nên nó đã tác động và kích thích sự thèm ăn ở trẻ em. Vitamin B1 có tác dụng sản xuất các dẫn truyền thần kinh, ngăn ngừa bệnh tê phù beriberi, các rối loạn về tim mạch và thần kinh. Ngoài ra, vitamin B1 còn có tác dụng tổng hợp một số hormone giúp tăng cường thị lực, tăng cường hệ thần kinh trung ương, tăng cường trí nhớ, tập trung trong lao động, làm việc trí óc và học tập, giúp giảm nguy cơ bệnh tiểu đường, hỗ trợ cải thiện trong những trường hợp bệnh nhân bị viêm loét dạ dày tá tràng, giúp tóc đen bóng mượt, giúp da căng sáng mịn màng, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, phòng chống một số bệnh ung thư như là ung thư cổ tử cung, ung thư đại tràng trực tràng và ung thư dạ dày. Nhờ những tác dụng nói trên mà các bạn có thể sử dụng vitamin B1 giúp cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ em. Vitamin B1 còn sử dụng thích hợp trong những trường hợp những người có hệ thống miễn dịch bị suy giảm, những người bị HIV, bệnh đái tháo đường, bệnh suy tim, những trường hợp uống rượu nhiều gây nghiện rượu, trường hợp tổn thương não, bệnh lở loét ở ngoài da, giúp cho vết thương nhanh lành, trường hợp tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa một số bệnh ung thư như ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư trực tràng. Hoặc có thể sử dụng B1 để bổ sung năng lượng giúp tăng cường hoạt động của cơ thể, tăng cường trí nhớ, tăng khả năng tập trung trong khi làm việc, học tập, lao động bằng trí óc. Có thể sử dụng B1 trong những trường hợp bị đau nhức cơ bắp, đau nhức xương khớp, đau nhức dây thần kinh. Vậy để sử dụng vitamin B1 đúng cách, hợp lý, an toàn, hiệu quả thì vấn đề liều dùng là một vấn đề vô cùng quan trọng. Sau đây mình sẽ gửi tới các bạn phần thứ 3 là liều dùng thích hợp của vitamin B1. Lưu ý là liều dùng ở đây mình chỉ giới thiệu tới các bạn mang tính chất giúp cho các bạn tham khảo. Còn đối với từng trường hợp bệnh cụ thể khác nhau, đối với những trường hợp mà thiếu vitamin B1 ở mức độ nhẹ, mức độ vừa, mức độ nặng thì cũng có những cái liều dùng khác nhau. Nên liều dùng này các bạn hãy tham khảo và đối với từng trường hợp cụ thể các bạn hãy nên xin tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Vậy liều dùng trung bình ở đây đối với trẻ em từ 1 tuổi cho tới 3 tuổi, trung bình mỗi một ngày có thể sử dụng từ 10 cho tới 30 hoặc 50mg B1 trên một ngày. Còn đối với trẻ em từ 4 tuổi tới 8 tuổi, liều dùng trung bình có thể sử dụng mỗi ngày từ 50mg cho tới 100mg vitamin B1 trên một ngày. Đối với trẻ em từ 10 tuổi tới 15 tuổi, trung bình mỗi ngày có thể sử dụng từ 200mg cho tới 500mg B1 trên một ngày. Đối với trẻ em từ 16 tuổi trở lên và người lớn có thể sử dụng mỗi ngày trung bình từ 500mg cho tới 1000mg vitamin B1 trên một ngày. Tuy nhiên, như mình đã nói rồi, đối với từng trường hợp bệnh cụ thể, từng đối tượng, từng mức độ thiếu vitamin B1 vừa, nặng, nhẹ sẽ có những liều dùng khác nhau. Vậy để sử dụng vitamin B1 đúng cách, hợp lý, an toàn và mang lại hiệu quả cao thì trong quá trình sử dụng các bạn cũng cần phải có một số điều lưu ý như sau. Thứ nhất là nói về vấn đề tương tác thuốc khi sử dụng vitamin B1 đồng thời cùng với các loại thuốc khác hoặc các loại thực phẩm chức năng, các đồ ăn thức uống. Các bạn lưu ý trong trà và cà phê có chứa chất tannin, có vị chát, nó có tác dụng làm giảm sự hấp thu vitamin B1. Cho nên các bạn lưu ý không sử dụng chung vitamin B1 cùng với trà, với cà phê. Và đối với những người hay ăn trầu cau, các bạn lưu ý cũng không nên sử dụng vitamin B1 đồng thời cùng với những lúc ăn trầu cau. Các bạn không được tự ý phối hợp vitamin B1 đồng thời cùng với các loại thuốc để điều trị bệnh, các loại thực phẩm chức năng khác khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Tốt nhất là trước khi sử dụng vitamin B1, các bạn cần phải liệt kê hết tất cả những loại thuốc, những loại thực phẩm chức năng mà các bạn đang sử dụng và những loại đồ ăn thức uống các bạn đang sử dụng thường xuyên hàng ngày để trình bày với bác sĩ và dược sĩ và xin tư vấn về vấn đề sử dụng vitamin B1 đồng thời cùng với những loại thuốc khác, những loại thực phẩm chức năng khác để tránh gây tương tác thuốc. Thứ hai là nói về vấn đề tác dụng phụ khi sử dụng vitamin B1. Có một số ít trường hợp có thể gặp một số những hiện tượng bị dị ứng, bị phát ban, ngứa, mày đay ở ngoài da, có thể gây đau bụng, buồn nôn, nôn, bị tiêu chảy, đặc biệt có một số trường hợp gây táo bón khi sử dụng vitamin B1. Vậy nếu như trong quá trình sử dụng vitamin B1, các bạn gặp bất cứ một triệu chứng dị ứng hoặc là một cái tác dụng phụ không mong muốn nào đó như mình đã nêu ở trên hoặc là những tác dụng phụ mà mình không liệt kê ở trên,
thì các bạn hãy dừng sử dụng vitamin B1 lại và xin tư vấn của bác sĩ và dược sĩ. Chú ý thứ ba, vitamin B1 không được tự ý sử dụng cho phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú. Đối với những đối tượng này, các bạn cần phải xin tư vấn của bác sĩ và dược sĩ trước khi sử dụng. Chú ý thứ tư, vitamin B1 có thể sử dụng cho những người mắc bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Tuy nhiên thì trước khi sử dụng, các bạn cũng cần phải xin tư vấn của bác sĩ và dược sĩ. Và các bạn cần phải tuân thủ đúng theo hướng dẫn sử dụng thuốc của dược sĩ về cách dùng và liều dùng để đảm bảo tính an toàn khi sử dụng vitamin B1. Các loại thức ăn, các loại thực phẩm giàu vitamin B1 như là cơm, ngô, khoai, sắn, các loại hạt ngũ cốc, các loại hạt đậu, cá thu, cá hồi, cá ngừ, trứng, sữa và các loại rau xanh cũng rất giàu vitamin B1. Các bạn hãy nên bổ sung tất cả những nhóm chất dinh dưỡng trên một cách cân đối và hợp lý trong khẩu phần ăn uống mỗi ngày để cung cấp lượng vitamin B1 cần thiết và thiết yếu nhất cho cơ thể. Một chú ý cuối cùng là lưu ý về khi mua và cách bảo quản vitamin B1 cũng giống như nhiều những loại thuốc khác, các loại thực phẩm chức năng khác. Các bạn hãy tìm mua vitamin B1 ở các nhà thuốc, các quầy thuốc ở trên cả nước. Khi mua vitamin B1, các bạn cần phải lưu ý kiểm tra hạn sử dụng của sản phẩm in ở phía bên ngoài của vỏ chai lọ hoặc là in ở phía bên ngoài của vỏ hộp. Hiện tại thì cũng có rất nhiều những dạng vitamin B1 được bào chế những dạng khác nhau, dạng viên nén trần, viên nén bao phim hoặc là viên nén bao đường, với cái dạng đóng chai, đóng lọ hoặc là đóng vỉ và đóng ở trong hộp. Ngoài ra có những dạng vitamin B1 được bào chế ở dưới dạng tổng hợp như là vitamin 3B hoặc là những cái loại viên vitamin, multivitamin, khoáng chất. Ngoài ra có vitamin B1 bào chế ở dạng thuốc tiêm. Trong video hôm nay mình chia sẻ tới các bạn đề cập tới vitamin B1 bào chế ở dạng viên, dạng thuốc tiêm mình sẽ chia sẻ tới các bạn trong một video khác. Ở trên tay mình đây là vitamin B1 được bào chế ở dạng viên nén 50mg vitamin B1 trong mỗi một viên và dạng vitamin B1 bào chế ở dạng viên nén bao đường đóng vỉ với hàm lượng 250mg vitamin B1 trong một viên nén. Trong quá trình sử dụng vitamin B1, các bạn cần phải bảo quản sản phẩm ở trong nhiệt độ phòng mát mẻ, tránh ẩm và tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào sản phẩm, bảo quản tránh xa tầm tay của trẻ em. Trên đây thì mình đã chia sẻ với quý vị khán giả về vitamin B1 là gì, vitamin B1 có tác dụng gì và có thể cải thiện được tình trạng biếng ăn ở trẻ em hay không, thậm chí là cả ở người lớn. Sau video này thì chắc chắn là những câu hỏi đó mình tin là các bạn đã được trả lời. Nếu như các bạn còn có những câu hỏi, những thắc mắc nào khác, các bạn hãy để lại bình luận ở dưới video này. Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Phần trình bày của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã theo dõi video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.